Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 4 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 28 giải số tự nhiên trang 66. Có bao nhiêu số tự nhiên? Bạn này đang hỏi như vậy. Bạn này thầy nói là nhiều lắm. Bạn này thầy nói là đố bạn tìm được số tự nhiên lớn nhất. Như vậy trong số tự nhiên thì không có số tự nhiên lớn nhất mà có số tự nhiên bé nhất nha. Giải số tự nhiên. Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự là từ bé đến lớn tạo thành một giải số tự nhiên. Xuất phát là từ số 0 là số tự nhiên bé nhất. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vân vân. Cái này vân vân. Có nghĩa là ba dấu chấm này có nghĩa là còn nhiều nữa. Trong giải số tự nhiên thêm 1 vào một số ta được một số tự nhiên liền sau số đó. Ví dụ như 1 nếu ta thêm 1 là 2, 2 thêm 1 thành 3, 3 ta thêm 1 thành là 4. Như vậy là cứ liền sau như vậy. Không có số tự nhiên lớn nhất, giải số tự nhiên có thể kéo dài mãi mãi. Bớt một số ở một số là khác số 0, ta được số tự nhiên là liền trước. Ví dụ như số 9 thì chúng ta bớt 1 ra số 8 thì số tự nhiên liền trước. Thay 1 thì số tự nhiên liền sau, mà bớt 1 thì là số tự nhiên liền trước. Tiếp theo, không có số tự nhiên liền trước số 0. Ví dụ như số 0 là số bé nhất, nó không có số liền trước. Số 0 là số tự nhiên bé nhất. Hai số tự nhiên liên tiếp nhau thì hơn kém nhau là một đơn vị. Ví dụ như số 4 và số 5 là hơn kém nhau là một đơn vị. Số 7, số 8 là hơn kém nhau là một đơn vị. Như là hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau là một đơn vị. Có thể biểu diễn giải số tự nhiên trên tia số. Đây, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó là cái mũ tay này có nghĩa là còn nữa. Mẫu số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số. Số 0 ứng với điểm gốc của tia số, đây là số 0 là ứng với điểm gốc. Với hai số tự nhiên trên tia số, số gần gốc 0 hơn thì số đó là bé hơn, số xa gốc số 0 hơn là số đó lớn hơn. Ví dụ như số 2 nó gần số 0 hơn và số 5 nó xa số 0 hơn thì số này nó sẽ lớn hơn số 2. Nè, số nào mà gần số 0 hơn là số đó là bé hơn. Ví dụ như lấy con số 8 và lấy số 12. Là số 12 nó xa số 0 hơn so với lại là số 8, như vậy số 12 lớn hơn. Hoặc nó ngược lại là số 8 nó sẽ bé hơn số 12. Bài số 1, thực hành viết ba số tự nhiên liên tiếp trong nhóm là ba bạn. Một bạn viết một số không quá là 8 chữ số. Các bạn còn lại là viết số liền trước và số liền sau của số đó. Sắp xếp các số vừa viết để được là ba số tự nhiên liên tiếp. Ba số tự nhiên liên tiếp chúng ta nhớ rằng là nó hơn kém nhau một đơn vị nha. Thầy lấy ví dụ như vừa là người ta yêu cầu là viết là không quá 8 chữ số. Ví dụ như là 7, 3, 2, 1, 4 này. 1, 2, 3, 4, 5 chữ số. Bây giờ người ta nói rằng là tiếp theo viết số liền trước và số liền sau của số đó. Như vậy là số này là số liền trước của nó, là nó lấy số này ta trừ 1, như vậy là 7, 3, 2, 1, 3. Đây là số liền trước của số này. Rồi bây giờ số này là 7, 3, 2, 1, 4. Và số liền sau của số này thì chúng ta cộng 1 thành là cái đuôi của nó là 5. Như là 7, 3, 2, 1, 5. Như vậy là ba số tự nhiên là liên tiếp nhau. Các em muốn cho số nào cho cũng được à? Nhưng mà người ta yêu cầu là phải thỏa cái điều kiện là phải là không quá 8 chữ số. Bài số 1, tìm số liền sau của mẫu số sau. Như vậy số 100, số liền sau của nó là số liền sau luôn luôn là lớn hơn số đã cho là một đơn vị. Như vậy 100 nó sẽ tương ứng là số này nó sẽ tương ứng là 101. Và số này, số liền sau của số này ta cộng 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, đó là cộng 1 thôi, là 9 chữ số, như là 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chữ số. Đây hiện tại đây là 8 chữ số mà ta cộng 1 thành là 9 chữ số, như là 100000000. Câu B, điền số liền trước của mẫu số sau. Liền trước của số 9 à, liền trước của số 9 là trừ 1. Trừ 1 nghĩa là số 8 à. Rồi tiếp theo, số này, số này số liền trước của nó thì chúng ta sẽ trừ 1. Hiện tại đây như là 7 chữ số, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chữ số. Nó trừ 1 nên nó là 6 chữ số, mà 6 chữ số 9 3 đúng không? 4, 5, 6, 6 chữ số 9. Liền trước là trừ 1 à. Liền sau nè, liền sau thì chúng ta sẽ cộng thêm 1. Còn liền trước thì chúng ta sẽ trừ đi cho 1. Ta lấy số đã cho, ta trừ cho 1. Câu C, nếu biểu diễn bốn số đã cho ở câu A và câu B, tìm tia số, số nào gần số 0 nhất, số nào xa số 0 nhất. Như vậy là bốn số à, biểu diễn bốn số ở câu A, tìm tia số. Như vậy là số này, số này, số này, số này. Bốn số đã cho ở câu A. À như vậy là bốn số đã cho ở câu A là số này. Đây là bốn số đã cho chứ không phải là số này à. Số này thì chúng ta tìm. Nhưng mà người ta yêu cầu là số nào là gần số 0 nhé. À, như là bốn số này thì chúng ta thấy số 9 là số gần gần số 0 nhé. Nè. Số gần số 0 nhé. Là số 9. Số xa số 0 nhé. Là số. Như vậy là số nào mà có nhiều chữ số hơn là số đó sai số 0 nhé. Đây là số này thì coi như là nhỏ rồi. Chúng ta coi hai số này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy số này là số sai số 0 nhé. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Câu số 2. Nêu ba số liên tiếp theo của mẫu dãy số dưới đây. Ba số tiếp theo của mẫu dãy số dưới đây. Đây là 994, 995, 996, 997, 998. Như vậy chúng ta thấy nó tăng dần không? Nó tăng dần mà nó cách nhau là một đơn vị, một đơn vị. 98 là bây giờ là 99, như vậy là 999. Như vậy chúng ta sẽ cộng thêm một nó ra là 1000. Rồi tiếp theo là 1001. Đây 0, 2, 4, 6, 8. Rồi tới 10, 12, 14, 1, 3, 5, 7, 9. Như vậy chúng ta thấy cách 2, 2, 2. Nhưng mà sẽ số lẻ 9 là cộng 2, 11. 11 cộng 2, 13. 3 cộng cho 2 là 15. Tiếp theo số này là 3, 8, 13, 18, 23. Như vậy chúng ta thấy là số này là nó sao đây? 8 là trừ 3 là cách 5. À, 8 là trừ 3 là cách 5. 13 là trừ cho 8 là 5. 18 là trừ 13 là 5. 23 trừ 18 là 5. Như vậy cứ cách 5, cách 5, cách 5 vậy. Như vậy tóm lại thì chúng ta sẽ lấy là con số 23 là cộng cho 5 là 20. 28. 28 mà cộng cho 5 nữa là 33. 33 mà cộng 5 nữa là 38. Nêu ba số tiếp theo của dãy số sau. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Như vậy chỗ này thì chúng ta thấy là sao đây? 1. 1 ta cộng 0, nên chỗ này 1. Số này là 1 cộng cho 0 là bằng là 1. Nha. Rồi 1 này. 1 này này. Ta cộng với 0 là lên 1 là bằng là 2. Rồi 2 này này. Số 2 này. À ta cộng với lại là 2 là bằng là có 2 là bằng 3 không được phải.
2 ta cộng với 3 chứ, là bằng là 5. 2 ta mà 2 ta cộng với 3 là bằng 5. 3 ta cộng với 5 là bằng 8. 8 ta cộng với 5 là bằng 13. À. Như vậy bây giờ hai con số này cộng lại. Hai con số này cộng lại như là 8 mà ta cộng với lại là 10 13. 8 cộng 13 là 21. Rồi ta lấy hai số này cộng với nhau. 13 mà ta cộng với 21 là bằng là 34. Rồi ta lấy hai số này cộng với nhau. Cộng với nhau thì chúng ta sẽ được là 55. 55. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.